Và trở lại với những thông tin về thời tiết Như anh bà Minh đã thông tin lại thì sẽ vào chiều và tối mai thì bắt đầu sẽ có một đợt không khí lạnh xuống miền Bắc đúng không ạ? Không biết là cường độ và diễn biến của đợt không khí lạnh này như thế nào anh? Dạ vâng, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì cái đợt không khí lạnh sắp tới sẽ có cường độ khá là mạnh đấy ạ Không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới vùng núi của khu vực Bắc Bộ À, từ chiều tối ngày thứ hai sau đó sẽ đi sâu xuống và mang theo gió lạnh khô cho các nơi khác của Bắc Bộ thậm chí là xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ vào thứ ba đây khả năng sẽ là đợt lạnh nhất từ đầu mùa cho đến giờ ở Bắc Bộ Bắc Trung Bộ tại thủ đô Hà Nội từ thứ ba trời sẽ lạnh cả ngày khi mà nhiệt độ hạ xuống ở mức là 23 độ C thậm chí về đêm và sáng sớm trời còn chuyển rét nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 19 độ C còn hôm nay và ngày mai, trước khi không khí lạnh về thì trời vẫn sẽ có nắng vào trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất vào khoảng là 28 độ C. Vâng, thế còn trong ngày hôm nay là ngày cuối tuần thì thời tiết các khu vực khác trên cả nước như thế nào anh? Dạ vâng, với Trung Bộ thì dự báo là khu vực mưa to sẽ tập trung từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Định nhưng mà chỉ còn trong sáng nay nữa mà thôi ạ. Từ trưa và chiều nay thì mưa sẽ giảm cường độ, trời chủ yếu là mưa rào bất chợt, mưa ngớt, lũ trên các sông cũng xuống theo. Tuy nhiên là bà con sinh sống ở khu vực vùng núi thì vẫn cần cảnh giác với hiện tượng sạt lở đất đá. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, dự báo ngày hôm nay cả ngày trời sẽ có nắng, không khí thoáng đãng dễ chịu nhờ lợi thế địa hình cao. Nhiệt độ cao nhất tại Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Con Tum sẽ không quá 30 độ C. Tại Đà Lạt, thậm chí trời còn xe xe lạnh, chỉ khoảng 24 độ C. Nắng cũng sẽ là trạng thái thời tiết chủ đạo ở Nam Bộ trong hôm nay. Buổi trưa và chiều thì trời nóng, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và nhiều nơi khác của khu vực Nam Bộ sẽ trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Mưa rông khả năng sẽ chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối và rất nhanh. Trở sang thời tiết biển, với khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa sẽ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn vùng biển từ Quảng Trị trở xuống đến Bình Định và trở ra phía tây của huyện đảo Trường Sa cũng cảnh báo là mưa rông đi kèm với lốc xoáy và gió đông bắc mạnh cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vâng, cảm ơn anh Bá Minh với những thông tin thời tiết vừa rồi ạ.